xin mời các cha đứng lại ạ. Các em đều là bị các em đứng lại. Xin mời cha Lâm ạ. Với buổi phúc hãy vui lên ạ. Vâng, xin mời quý khách cũng như chúng bà hãy dành cho cha một tràng pháo tay đầy nhiệt huyết ạ. Hãy đi đến đây ạ.